Còn hai đồng mời quay kênh. Xin mời mừng chào mừng quan viên hay họ. Cùng toàn thể quý mừng khách, quý cô bác, cô chú anh chị cùng các bạn trẻ là bạn cô dâu chú rể. Chúng ta đã có mặt tại khán phòng về thì chúng ta đã có mặt tại hồ hôm chúng em vui hạnh phúc. Ngoài bim thoải mái mấy.